Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG V35 của em nhé. Thì cái con này em vừa mới khôi phục cài đặt gốc. Thì sau khi khôi phục ấy, nó có rất nhiều những app hàn ở đây này. Thì có app thì xóa được trên máy, còn có app thì không xóa được. Và trong cái phần cài đặt này, phần chung này này, có cái phần chơi trò chơi này này. Đây là cái phần game tuner ấy. Thì nhiều bác bảo là sau khi xóa cái phần game tuner này đi ấy, thì máy nó sẽ chơi ngon hơn, chơi game ngon hơn ấy. Thì hôm nay em sẽ thử xóa xem nó thế nào và hướng dẫn các bác xóa nó luôn nhé. Xóa game tuner và xóa những cái app hàn này đi nhé bằng máy tính. Rồi trước tiên ấy thì em để đây đã. Trước tiên ấy, trên máy tính ấy, các bác phải tải những cái phần mềm này. Đây này, có những cái phần driver này này và cái phần cái app để mà xóa game tuner này. Thì những cái app này em để dưới phần mô tả hết nhé. Các bác kéo xuống tải về và cài đặt bình thường thôi. Các bác cài đặt driver trước nhé. Rồi. Thì cái phần này em đã cài đặt nó ra đây rồi. Thì các bác mở phần này lên. Nó yêu cầu tải phần mềm mới này thì ok luôn đi. Chờ nó tải phần mềm mới cho dùng cho sướng. Ủa lâu thế. Download. Rồi các bác chờ tí nhé. Tải chưa nhỉ? Rồi. Ok. Đấy, đây là mới nhất rồi, đúng không? Chắc là mới nhất rồi. Rồi, tiếp theo là các bác có thể thấy cái dòng đầu của nó đây này, nó bảo là các bác phải bật cái OEM này và cái bật cái USB gỡ lỗi USB ấy. Thì cách bật như sau. Rồi, các bác vào cái phần cài đặt của máy. Rồi, vào phần chung này, các bác kéo phần giới thiệu điện thoại này, thông tin phần mềm này. Rồi các bác nhấn 7 lần vào chỗ tạo số này này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, em đã nhấn rồi. Và bác quay lại. Thì trong cái phần nó có thêm cái phần các tùy chọn nhà phát triển này, các bác nhấn vào. Đấy, thì có phần OEM này, các bác có mở được thì mở, không mở được thì thôi. Cái này em thấy cũng hình như không quan trọng cho lắm. Rồi, mở được thì tốt. Quan trọng là cái gỡ lỗi USB này này. Đấy, các bác phải bật nó lên. Rồi. Sau khi bật nó lên rồi ấy, các bác cắm cáp vào. Cắm cáp máy tính vào. Không nhận à? Không nhận máy tính à? Không thấy nó nhận các bạn. Thế giờ về à, rồi ok. Thì các bác chọn cái phần chuyển tệp nhé. Rồi, ok luôn luôn đi. Rồi em để đây. Rồi ok. Thì trên phần mềm ấy nó vẫn chưa nhận các bạn. Em thấy vẫn chưa nhận thiết bị. Không biết là thế nào này. Lại phần nữa xem nào. Cấm lại phần nữa đi. Đó, cấm lại mấy lần mới được các bạn. Cho nên các bác nào mà không thấy nó nhận ấy, nó phải nhận được cái tên thiết bị của mình này. Đấy. LMV35 này, V350 này. Thì các bác nào phải cho nó nhận thì nó mới được nhé. Cắm mấy lần có thể cáp sạc được vấn đề gì đấy. Ok, chọn chuyển tệp luôn luôn. Rồi trên phần mềm ấy, các bác chọn cái phần IPK Uninterner này này. Chỗ con trỏ chuột này các bác thấy không? Đó, các bác chọn vào đấy. Đó, nó ra sẽ ra một lô một lốc những cái app. Tất cả những cái app ở trong máy. Đó. Thì các bác sẽ quan tâm cái phần tuner nhé, game tuner nhé. Thì các bác có thể ở trong phần này đây, chơi trò chơi này này, nhưng mà tên tiếng Anh của nó là game tuner thì các bác có thể là tìm kiếm nó ở đây. Game này. Nó vướng cái điện thoại các bạn, chờ em tí. Các bác gõ ở đây cũng được cho nhanh, chứ các bác tìm cũng mệt lắm. Game tuner. Rồi, các bác refit này. Đó, các bác gõ và tìm kiếm như thế nó sẽ ra được cái game tuner cho các bác nhé.
Đấy, bây giờ các bác nhìn trên máy điện thoại này. Còn cái phần chơi trò chơi nhá. Bây giờ em sẽ xóa cái nó đi này. Các bác tích chọn vào cái phần dấu tích này này. Rồi. Và bây giờ em sẽ xóa nó đi này. Ăn đi tuner này. Ấn này. Đó. Sau khi ấn xong ấy nó bảo là ấn bất kỳ một cây nào để tiếp tục. Rồi ok, các bác có thể thấy là cái phần chơi chơi vẫn còn nhá. Bây giờ em phải khởi động lại máy của điện thoại thì nó mới hết được. Đây, em phải khởi động lại. Tắt nguồn và khởi động lại. Rồi ok. Clip nó hơi dài các bác thông cảm nhé. Các bác cứ tại vì em sợ có lỗi gì xảy ra thì các bác có thể là biết để mà khắc phục được thôi. Xem nó thông báo cái gì thế này. À không có gì. Bác chờ nó khởi động lại xem còn cái phần game tuner đấy không. Đó, khởi động lên rồi. Sẽ vào lại phần cài đặt này. Cầm lên cho các bác xem. Chung này. Đó, các bác có thể thấy là cái phần chơi trò chơi nó đã biến mất rồi nhé. Không còn thấy cái phần chơi trò chơi nữa đâu. Rồi ok. Tiếp theo ấy là sẽ hướng dẫn các bác nào chưa biết cách xóa app hàn nhé. Cũng chọn tẹp thôi. Rồi tiếp theo là bây giờ sẽ có rất nhiều những app hàn như này. KT Tuon này. Đấy, em cũng tìm. Cũng tìm tên thôi. Cũng tìm tên nó thôi. Bỏ này ra. Tên nó là gì đây? KT Tuon. Chỉ cần viết cái này thôi. Xem nó có tìm thấy không. Đây này. Đây này các bác có thể thấy này. Ở cái dòng thứ hai này này. Đấy, em sẽ chọn vào dòng thứ hai em xóa cái này đi nhá. Cái KT Tu này này. Xóa đi nhá. Rồi ok. Ấn phát này. Đó các bác thấy nó biến mất rồi đấy. Xóa nó rồi đấy. Rồi ok. Tiếp theo là những cái app khác nữa thì các bác có thể tìm cái tên của nó, chính xác cái tên của nó nha. Ví dụ tên là clip này chẳng hạn. Clip. Rồi ấn refit tìm kiếm. Không phải à? Cái tên clip này chắc là tên khác rồi. Để tìm cái tên khác xem nào. Tìm tiếng Hàn không à? Nếu như các bác mà gõ mà nó không tìm thấy thì các bác tắt cái này đi nhé. Các bác tắt này đi và refit lại cái này. Hãy chờ tí nó ra một đống cái lô lốc cái như cái app trong máy này thì các bác chịu khó tìm đúng cái tên thôi. Chứ bây giờ tìm nó cũng mệt lắm. Thì bây giờ coi như em xóa xong cái game tuner rồi và xóa xong cái một số cái app hàn rồi nhé. Thì bây giờ sẽ kiểm tra lại cái điểm AnTuTu xem là nó có ngon không, nó có ngon hơn không. Rồi để đây. Rồi không biết các bác có nhìn rõ không. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại nhé. Thử lại xem nó thế nào. Hôm nay em chụp lại cái màn hình chưa nhỉ. À thôi các bác cứ xem lại phần đầu cũng được. Hình như là 209 đúng không. 209 bây giờ sẽ chạy lại. Cái phần này thì các bác cứ bình tĩnh nhé. Tí nữa em sẽ tua nó đi. Xem nó được bao nhiêu. À, thực ra thì cái phần có nhiều bác bảo là xóa cái game tuner đi mà nó ngon được như vậy thì xóa là dễ mà thì sẽ xóa được hết. Và có nhiều bác bảo là lên Android 10 ấy, thì không phải xóa thì Android 10 nó tối ưu cái này tốt hơn rồi. Thì cái đó em cũng chưa biết được tại vì em cũng không dùng cái con LG nào ở Android 10 em không rõ được. Các bác cố gắng chờ nó một tí. Đang rảnh rỗi thì nói chuyện với các bác một tí về cái dòng LG của mình. Nếu như mà các bác không có ý định nào mà chơi game ấy, chơi game trên dòng LG ấy, thì em nghĩ các bác không nên
không nên mua LG. Thực sự là LG nó chơi để mà chơi game ấy, nó không được ngon cho lắm, nó không ngon như cái kiểu là iPhone hoặc là Xiaomi đâu. Trong khi đó thì giá tiền của nó cũng tương đối rẻ nhưng mà cũng ngang ngang với Xiaomi thôi. Xiaomi cũng giá rẻ nhưng mà có thể chơi game ngon hơn. iPhone thì không nói, iPhone thì nó đắt hơn. Nhưng mà iPhone thì chưa thấy ai chơi game chơi game trên iPhone cả. Thì ai mà kể game ấy thì khuyên các bác nên mua những cái dòng nếu mà về Android ấy, thì các bác chuyên mua những dòng mà chuyên về game ấy, như kiểu mấy con ROG Phone hoặc là mấy con Backstar ấy. Đấy, mấy con đấy chơi game nó mới ngon. Và nhất là các bác phải chọn, nếu mà chơi game nhé, các bác chọn cái màn hình, cái tần số quét của màn hình ấy, thì càng cao càng tốt. Bây giờ em nhớ như là cái con Backstar Pro 3 thì phải, xe vừa đi qua hơi ổn. Em nhớ như là cái con nào đấy mà cái mặt tần số quét nó lên 144 Hz rồi. Em cũng đang dùng một con cái iPad Pro này này, đang quay 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 cái clip này này. Nó là cái con màn tần số màn hình 120 Hz thì chơi game nó mượt mà hơn rất là nhiều. Thực sự là trải nghiệm chơi game trên những cái con màn hình mà tần số quét nó cao ấy, nó là một trải nghiệm khác hẳn. Cho nên các bác mà chơi game ấy thì nên mua những cái dòng chuyên về gaming và chọn những cái dòng mà có tần số quét màn hình nó cao một tí. Bây giờ thường thường những cái điện thoại bình thường mình này chỉ có cái tầm khoảng 60 Hz thôi, chơi nó cũng cứ bình bình, nó cũng giật 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 như vậy. Còn các bác cầm giữa một cái con tần số 60, một con tần số 120, các bác sẽ thấy nó khác biệt hẳn luôn. Thì cũng nhiều bác bảo là cái tần số quét và cái tần số quét của màn hình và tần số quét của game ấy, nếu như mà game nó chỉ hỗ trợ lên tần số quét 60 thôi thì dù có màn hình 120 ấy, thì nó không có thể giải quyết được gì. Thì như bác bảo như thế, nhưng mà thực sự là dù game nó chỉ hỗ trợ 60 FPS thôi nhưng mà cái tần số quét của màn hình ấy, 120 Hz ấy, kiểu gì nó cũng cho cảm giác các bác nó mượt hơn rất là nhiều luôn. Những cái việc cấu tạo hay là việc gì đấy của việc cấu tạo của cái hoặc là việc xuất game 60 FPS ấy, chỉ để 60 FPS thôi ấy, và việc trải nghiệm trên một cái màn hình 60 Hz và một cái màn hình 120 Hz ấy, kiểu gì cái màn hình 120 Hz ấy nó cũng ngon hơn rất là nhiều. Cho nên là quan trọng là cái trải nghiệm của người dùng mà. Thì cái việc mà trải nghiệm game trên cái màn hình 120 Hz hoặc là cao hơn ấy, nó khác hẳn, nó khác biệt hoàn toàn. Cho nên các bác cứ 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 có điều kiện mà chọn được cái màn hình càng cao càng tốt, cái độ quét màn hình ấy, tần số quét màn hình ấy, càng cao càng tốt, chơi game càng mượt. Đây là cái trải nghiệm thực tế thôi nhé. Còn về việc lý thuyết, về việc kỹ thuật là game nó có bằng này hay là màn hình nó hỗ trợ bằng này thì cái đấy em không quan tâm nhé. Em chỉ quan tâm là cái trải nghiệm thực tế trên cái màn hình 120 Hz giữa và cái màn hình 60 Hz ấy, thì cái màn hình 120 Hz nó cho cái cảm giác mượt hơn rất là nhiều và cho cảm giác nó chơi sướng hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên các bác có điều kiện thì cứ mua cái màn hình càng cao càng tốt mà chơi. Còn về LG thì em nghĩ là các bác trước khi mà mua nó thì các bác phải tìm hiểu thật kỹ nó vào. Các bác nhu cầu của các bác là cái gì? Chơi game hay là chụp hình, nghe nhạc hay là giải trí gì đấy? Thì LG nó chỉ mạnh về phần chụp hình và nghe nhạc thôi, màn hình nó cũng đẹp. Chứ còn phần chơi game ấy thì nó chưa được ổn cho lắm. Tại vì giờ giờ vào hội thấy toàn các bác than thở là LG chơi game tệ thế thôi. Các bác cứ ham rẻ, các bác mua vào xong rồi lại lại than thở này than thở kia thì chẳng ai biết đâu mà giải quyết đâu. Ôi, cái test cái AnTuTu này lâu thế nhỉ? Rồi, hy vọng là các bác nào mà đợi được đến chỗ này thì đợi, còn không thì các bác cũng biết cái đoạn trước là các bác cũng biết được cách xóa game tuner như nào rồi, cách xóa app hàn như nào rồi. Đấy, cái phần máy hàn ấy, đa số chỉ thấy các bác than thở là có quá nhiều app hàn, nhưng mà các bác có thể thấy đấy, xóa app hàn cũng rất là dễ thôi. Không những có cách này nhé, bằng dùng phần mềm này mà có cách dùng cái lệnh ADB ấy,
cũng tương tự như cái này thôi. Cái này dùng cũng là lệnh ADB thôi nhưng mà nó dùng qua phần mềm. Còn cái kia ấy là các bác dùng phải phải gõ lệnh thì nó hơi rắc rối hơn. Thì em thấy là cái này nó dễ dàng hơn. Thì bác làm cái này cho nó dễ. Trời lâu thế giờ với 72%. Đâu nhỉ? Rồi, ai đợi được thì đợi nhé, không đợi được thì các bác cũng có thể tắt clip ở đây cũng được. Tại vì cái clip này chủ yếu là để mà hướng dẫn bác nào mà cách tắt game tuner thôi và cách xóa app hàng thôi. Em có thể là tới nhanh cái đoạn này đi nhưng mà nhân tiện đang ngồi rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện với các bác thôi. Tại vì cộng đồng LG nhà mình ai còn còn dùng được LG ấy, thì em thấy cũng khá là tâm huyết đấy. Chỉ có một số các bác mới vào thì các bác chưa biết thì các bác hay than thở thôi, chứ anh em dùng LG lâu rồi chẳng thấy ai than thở mấy đâu, vì họ quá hiểu LG rồi. Cũng hy vọng là đội ngũ kỹ sư, đội ngũ thiết kế của LG sau này người ta sẽ có một cái tư tưởng mới. Em hy vọng là vậy, chứ bây giờ mà cứ tiếp tục như này thì thực sự là làm những anh em mà còn yêu mến LG quá là thất vọng luôn. Nói thì nói vậy thôi chứ mình thấy không hiểu sao LG thiết kế tệ như vậy, có rất nhiều lỗi như vậy nhưng mà không hiểu sao vẫn có khá là nhiều các bác lựa chọn LG để dùng. Dùng xong rồi xảy ra nhiều lỗi thì lại than thở, cũng kể ra cũng hay. Rồi, em thấy là hoạt động ở cái hội nhóm LG ấy, thì nó vui hơn ở những cái hội khác. Những hội khác thấy chả thấy có cái trao đổi, chả thấy có những cái tranh luận gì cả, thấy im lìm, chỉ thấy bán máy rồi đa số là bán máy, chả thấy nói gì cả. Rồi xong chưa? Trời lâu thế. Ông nào mà ngồi để mà nghe em nói từ nãy giờ chắc cũng là cái khủng phết đấy nhỉ. Thực sự là mấy cái trò test AnTuTu này giờ nó không quan trọng ở đâu các bạn, em test cho nó vui thế thôi. Chứ giờ cái AnTuTu này nó cũng không có ở trên CH Play nữa. Chứ nếu các bác muốn test thì phải các bác phải tải APK nó về thôi. Ui, vẫn chưa kìa. Đã nói qua về cái phần mềm này có khá nhiều cái hay các bạn. Đây này, những cái phần mềm, những cái để đây này. Đấy, các bác có thể thấy khá là nhiều cái hay này này, unlock các thứ này. Nhưng mà cái phần này, những cái phần này chưa thấy ai chỉ nên em cũng không biết được, nên cũng không dám làm. Thì mới chỉ có biết cái phần xóa những app có ở trong máy thôi. Đây này, có cả xóa máy các thứ này, Reboot Recovery này, Bootloader này. Có khá nhiều các hay các bạn. Đấy, xong rồi, mừng quá. Ôi giời. Các bạn có thể thấy này, sau khi xóa game tuner, cái điểm AnTuTu của nó còn thấp hơn. Đấy. Để em xem lại cái chụp màn hình như hôm nãy không có chụp thì phải. Được rồi. Rồi, không chụp được các bạn. Thì em nhớ hôm nãy là điểm AnTuTu của nó là 209.000. Số gì sau đấy thì các bác có thể xem lại cái đầu clip ấy. Nhưng mà em thấy là sau khi xóa game tuner ấy thì cái máy nó tụt đi, thì cũng có thể là máy nó bị nóng hơn, tại vì từ nãy giờ mình cắm cái này vào hoặc gì đấy, nhưng mà em thấy là nó cũng không nóng hơn đâu. Đây, xem nhiệt độ nó là bao nhiêu này. Đấy, các bác có thể sát vào đây, các bác có thể thấy này, nhiệt độ nó là 38 độ này, CPU nữa mà là 40 độ này. Còn cái phần lúc mà chưa xóa game tuner ấy nó là bao nhiêu độ, các bác có thể xem lại phần trước nhé để các bác so sánh nhé.
Còn đối với em là em cũng không quan trọng về cái này đâu, chẳng qua là để test cho các bác xem thôi. Đấy, có nghĩa là sau khi ra xóa game tuner thì cái điểm ăn tuner nó còn tụt hơn. Đó, đây là trên con V35 Hàn nhé. Ok, rất cảm ơn các bác đã có thể xem đến tới phút này. Rồi ok, cảm ơn các bác.